Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách giải cái con Rubik này có tên là con game 1 của Dayan. Thì hiện giờ Dayan đã ra tới game số 8 rồi. Nãy giờ chúng ta sẽ chơi con game 1 này. Đây là con game 1 Tickerless, là nó không có dán ticker cho nên là nó có hai loại viên này. Loại viên đây là viên cạnh và bốn cái viên góc xung quanh. Viên cạnh nó có hai màu và viên góc này nó có một màu thôi, dù là nó có hai mặt. Thì Tickerless á thì cái viên góc này nè nó có hai mặt nhưng mà một màu thôi, còn mà nếu mà ticker thì nó dán đen màu và dán đen một màu khác nữa, cho nên là một cái mặt như vậy nó có ba cái góc này. Thì ba cái góc này nếu mà nó có hai màu á thì chúng ta sẽ phân biệt được cái góc nào nằm ở nào, ở chỗ nào, trong khi cái loại ticker led này thì nó chỉ có một màu thôi, cho nên chúng ta sẽ lộn xộn giữa ba con này, cho nên sẽ sinh ra một số cái vấn đề khác đối với con ticker led này. Rồi thì nó chỉ có hai loại viên thôi, viên cạnh và viên góc, thì nó sẽ xoay quanh cái cạnh, cho nên là những cái cạnh này nó sẽ không thay đổi nè, nó nằm chỗ nó quay vòng vòng thôi, còn những cái viên này nó sẽ trao đổi cho nhau, cho nên chúng ta sẽ có cái trường hợp là trao đổi ba viên giữa hai cái con này nó nằm đây, thì nó giao nhau giữa viên chính giữa nè, cho nên là mình tới tới lui lui hoặc là xuống xuống lên lên đó, nó sẽ trao đổi viên này lên đây, viên này qua đây, viên này về đây. Bây giờ mình đưa lên cái là trắng lên đây, xanh xuống đây, cam qua đây, lên tới nè, tới nè, lùi lùi đó, bạn thấy không, trao đổi ba viên này. Bây giờ mình muốn trả lại thì đưa viên xanh này lên đây đúng, viên trắng sẽ lọt qua đây và viên cam thì về đây. Tới tới lùi lùi đó. Thì ngoài ra nó còn có cái cách đi khác nữa, là cái cách đi đưa lên một nửa chừng thôi, ví dụ đưa lên về lấy con này qua thế đó, đưa xuống này vô thế. Bạn thấy nó đã trao đổi. À, cái viên trắng này nó lọt qua đây, viên xanh này, viên cam này lọt xuống đây. À, xanh này lọt lên đây. Đó, mình có thể trao đổi lung tung như vậy. Đó là cách. Giờ mình sẽ đổi lại ha. À, đi nửa chân vậy luôn này, trắng này lại vô đây, cam lại vô đây đó. Rồi đó là mình cái cách đi thứ hai. Và một cách đi nữa là cách châm lên. Bây giờ mình châm lên xoay quanh cái con này đi, xanh trắng đi, xoay quanh con này thì một cái bên này đưa lên và một bên này đưa lên, xoay một cái nó sẽ trao đổi hai viên này cho nhau đó. Đồng thời cái viên này nó sẽ quay 180 độ trả về lại. Quay lại. À, khi mà quay lại vậy bạn thấy cái viên màu xanh ở đây sẽ lọt xuống đây và cái viên màu trắng ở đây sẽ lọt lên đây, và đồng thời hai cái này nó đổi. Và nếu như chúng ta trao đổi châm lên giữa hai viên cùng màu, đây là chỉ trường hợp đặc biệt xảy ra ở viên Tickerless, tại vì ba cái viên góc không phân biệt thì thế nào. Giờ mình sẽ quay lại để các bạn xem. Đổi lại như cũ. Đây.
Bây giờ mình đưa lên vậy, mình đưa lên vậy. Bây giờ nếu như mình lấy một con cam bên này, mình đưa vô trong trường hợp này, đưa vô chỗ con trắng này thì như thế nào? Bây giờ mình khép xuống, mình đưa con cam này qua ha, bằng cách xuống xuống lên lên tới tới luôn luôn. Rồi, đưa con cam qua, trắng này qua đây, tím này qua đây, và cam sẽ lọt về đây. Tới, tới, lùi, lùi. Rồi, giờ mình trao đổi hai con cam này với nhau. Mình đưa con cam này trở về lại vị trí cũ bằng cách là tới, tới, lùi, lùi. Đó, bạn thấy nó không có dụ ơi ở bên này mà nó là quán đổi hai cái viên này cho nhau. Viên trắng này lên đây, viên xanh này lên đây, viên trắng này xuống đây. Quay lại đây nè, đó là trường hợp của Ticklet mới có ha. Rồi bây giờ mình sẽ rainbow con này lên và chúng ta sẽ giải thử. Nó không có công thức gì hết mà chỉ là một số cái cách đi thôi, 3-4 cái cách đi đó, và chúng ta ghép viên từ từ để giải cái viên này thôi. Ngoài ra khi mình rainbow, mình xoay 180 độ, mình có thể để nửa lên vậy rồi xoay qua để nó tạo ra lởm chởm. Xoay tiếp con này, lấm chấm tiếp. Đó. Dẫn hai càng lên. Tạm thời mình rainbow lên vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải nó. Thì trước tiên giải thì nếu lấm chởm thì mình quay nó về để mình xếp nó vô. Xếp vô thì bạn mò mò bạn nhìn thôi, nó vô thôi. Đây, vô nè. Vô này thì không được. Vô, vô đây. Mình đi hướng này. Mò mò nó vô thôi. Không có công thức gì hết. Chúng ta đi tới đi lui hồi, mình kiếm cách mình xếp nó vào đây, được cái này nữa. Đó. Cái mới lung tung ở đây, vặn cái này được. Đó, gần vô hết rồi các bạn. Này dễ lắm các bạn, mò mò hồi nó ra. À, con này lọc, con này lọc, phải đem con này qua, phải đem cái lọc qua. Rồi, đó. Rồi, chúng ta đã xếp vô hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta giải một mặt ta. Chọn mặt trắng trước, trắng, mặt trắng là chọn theo cạnh trắng nè, hai màu nè, thì quay trắng về đây, trắng trắng đây, quay về.
ba cái trắng. Rồi bây giờ có một cái góc vô rồi, thêm cái góc khác vô, trắng đâu, trắng này, quay về đây, quay về trắng về đây, thì con này sẽ về đây ha, về đây thì nó qua đây ha, vô được đây. Cái này về đây, cái này vô đây, thì đem này xuống đây đón, để vô, quay về, được con trắng, trắng nữa, trắng này sẽ qua đây, nếu không được thì trắng này sẽ qua đây, qua bên này, con này xuống đây xa quá, về đây đi, đó. Con này về đây. Thì nó trùng lại bên này ha, không được. Vậy thì mình zoom nó vô được không? Đây. Cho này vô đây. Không được. À. Cho nó vô vậy. Không được, không được. Được thì cho nó qua bên này đi. Mình đi hai ba cách. À, đây, đây, cách vô đây. Rồi tính tiếp. Xếp lại. Trắng này, rồi trắng này vô đây. Lé nó ra. Đem nó xuống. Đem trắng vào. Được là, rồi chúng ta đã được mặt trắng. Mặt trắng thì mặt trắng này thì chỗ này là tím, quay cạnh tím lên cho nó dễ nhìn, quay cạnh tím lên, quay cạnh tím lên đây tím. À, bên này là xanh nè, quay cạnh xanh lên, xanh. À, đây là đỏ, quay cạnh đỏ lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải những cái đường ở chỗ này trước. Ở đây xanh vô rồi, tới mặt này, mặt này là mặt, mặt hồng vô rồi. Rồi đi ngang đây, đỏ cũng vô rồi, thì chúng ta còn cái mặt này, quay lại chỗ đây là cái xanh dương, mình đưa xanh dương vô đây, xanh dương, kiếm cái xanh dương, đây có cái xanh dương, vô lên đây, quay vậy. À, con này vô đây, xanh dương này vô đây, xanh dương vô đây, diễn này đưa xuống đây đón, kéo vô. Cái này chỉ ghép viên, gần như là ghép viên thôi. Rồi. Rồi tới đây, tím. Mình cần con này tím, tím nằm đây nè. Giờ né rồi. Đưa này xuống. Đón tím vô. Đưa lên. Được tím. Tím, tiếp vào đây, tím này giải xong. Con này, cái mặt này, à, tím, tím mặt này đưa lên. Giờ tím này lên đây, né ra. Rồi, đưa xuống tím này, xuống đón tím này vô. Ta được con tím. Tiếp. Cái mặt này nè. Mặt này là cam. Giờ xoay cam lại nè. Xoay cam. Rồi. Ở đây mình cần con cam. Cam nằm đây. Cam nằm đây thì mình né cam ra. Mình né cam ra thì bị hư con này, không được. Bây giờ mình dùng cái cách khác để đưa nó vô. À, đưa vô thì mình lên đây. À, mình lên đây, lên tới tới lui lui, dùng tới tới lui tới đây. Con này ra đây. Con đỏ này sẽ về đây. Tới tới lùi lùi, rồi xong. Vậy là mình giải xong cái phía trên này. Đây hai cái tím rồi, cái ý này, cái này để xong cái mặt nhỏ nhỏ này nè, đó. Rồi tiếp theo mình giải tới tới cái những cái viên này. À, cái mặt này còn lại một viên nè, mặt là còn lại viên nè, nguyên nè, đó mình giải những ba cái viên này nữa là xong.
Đưa tím này về đây. Tím này muốn về bên này. Được không? Đây, đây được nè. Mình châm lên qua, mình châm lên qua. À, châm ở đây đâu có được, không châm được, không châm được, xa quá. Tím này lên đây, à, tím này đây, à, trao đổi ba con này, trao đổi ba con này nó sẽ hư con này mất, nó sẽ hư con này mất, thì bây giờ làm sao? Thì mình đi chỗ khác. Mình đi qua bên này á. Con đó thì bây giờ mình kiếm cách là mình đổi đi. Không được, mình tính cái con khác đây. Con này lên đây. Con này lên đây nó sẽ là hư con này. Đường nào cũng hư phải không? Giờ mình đổi đi. Đổi con đá này qua đây coi. Nhỏ này vô đây. Đổi với con này. Rồi. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Này giống màu xanh. Đưa con này. Đưa con này lên ra đây, con xanh này lọt ra đây rồi đổi là con xanh sao. Được mặt đó. Rồi, đưa con tím vô. Tím này đây. Tím này lên đây. Rồi. Con này lên đây. Con này xuống đây. Tím nó lăn về đây. Rồi lát mình sửa lại con cam này. Rồi,
Ở đây xanh này về đây và cam phải lên đây. Thì mình có thể zoom cam này lên. Zoom lên. Đó. Rồi, còn con xanh. Xanh này lên đây. Này mình sẽ tính toán để ghép thôi, tìm đường ghép thôi. Xanh này xong, này xong, này còn cái này nè. Quên, này mình châm được không? Đây. Chuyển qua. Đó. Để tới đi lui mà mò hồi kiếm đường qua thôi. Quay xanh lại. Rồi, xong màu xanh. Rồi, giờ mình để kiểm tra lại. Xong này, xong này, xong này. À, cái mặt này bị hư. Đem cam này qua. Rồi. Rồi cam đón hồng này qua. Quay lại. Mình quay những cái cạnh này lại cho nó gặp lại nhau một chỗ dễ nhìn. Rồi. Còn mấy cái nữa.
cam này với cam này qua đây được. Đổi ba, đổi tới tới lùi lùi ha. Rồi được thêm viên nữa. Rồi còn mấy viên thôi, còn ba viên này. Rồi, tới tới lùi lùi đây, con này lên đây, con này qua đây, con này sẽ dăng qua đây. Đây. Rồi. Lùi đó. Rồi chúng ta đã giải xong. Cái này thì hầu như là không có công thức, cũng không có cái mẹo gì hết. Tất cả những đường đi, cái cách xoay lại hai đầu mình đã nói các bạn. Còn cái này mình cũng không có dùng tới cái đó ha. Thì chỉ có mấy cách đó thôi, 3-4 cách đi rồi bạn ghép từng viên, ghép để nó vô thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.